Rare Buckle, những chiếc buckle không quá mạnh, chỉ là những vũ khí cơ bản. Cơ chế của Desire and Greed là phân hóa cấp độ do là một trò chơi sinh tồn, nên những vật phẩm cơ bản như thế này vẫn luôn tồn tại ở đoạn đầu phim. Kiss cũng đã từng sử dụng qua rất nhiều vũ khí trong những Rare Buckle này. Tạo hình chung của những Rare Buckle trên cơ thể Rider sở hữu chúng sẽ là hai phần dây đeo tương thích với màu của buckle sở hữu và một phần giáp vai trái cũng như phần giáp ngực trái với biểu tượng của Rare Buckle đó. Phần buckle này sẽ nhỏ hơn so với buckle tương thích của Rider rất nhiều. Những Rare Buckle mà Kiss từng sở hữu là Seal, một tấm lá chắn nhỏ với tông màu xanh biển chủ đạo. Hammer, một chiếc búa với tông màu hồng có khả năng tấn công, nó còn có thể làm điểm tựa để giúp cho đồng đội bay cao hơn. Arrow, vũ khí là một chiếc nỏ cầm tay với tông màu xanh lá chủ đạo, may mắn là nó là nỏ chứ không phải là một cây cung. Drill, tông màu nâu đất và hình dạng là một chiếc mũi khoan, anh đã kích hoạt nó khi sử dụng Fever Buckle. Đây cũng có thể xem là một trong những Rare Buckle có khả năng tấn công mạnh nhất, gia tăng khả năng tấn công cũng như xuyên phá kẻ thù. Nhưng trong tất cả, Rare Buckle với sức mạnh Water nghe có vẻ như rất lực, nhưng thực chất nó là một chiếc máy phun nước vô cùng yếu, không tạo ra lực bắn mạnh như một chiếc máy cắt thủy lực. Nó chỉ là một chiếc vòi nước cơ bản, khi bắn ra những luồng nước chẳng gây nổi sát thương đến những tên Yamato cơ bản. Nhưng trong tay của thần tham vọng Kiss, kẻ chưa thua bao giờ, thứ vũ khí tưởng chừng như phế nhất cũng trở nên vô cùng hùng mạnh. Kiss đã tận dụng vũ khí này làm một vũ khí cận chiến chứ không phải là vũ khí xa chiến, và dùng nhiều khả năng liên quan tới Boost Buckle để tận dụng tối đa khả năng từ chiếc Water. Trong màn cá cược với Buffa, anh đã tận dụng được một căn phòng trống, ném một luồng nước khổng lồ được tạo ra từ Water, sau đó giải phóng chúng để hạ gục một lượng lớn Yamato kẹt cứng trong căn phòng. Bản chất là một vòi phun nước nên nó sẽ kèm theo một vòi hút nước. Khi đến gần một vùng nước lớn như ao hồ, Water có thể hấp thụ lượng nước này để xả vào kẻ thù, khiến chúng không thể nào di chuyển. Sức mạnh thật sự của Water được kích hoạt cùng với Boost, nâng cao sức mạnh của Water. Lúc này Kiss có khả năng điều khiển dòng nước xung quanh và kết hợp nó cùng với con cáo được tạo ra từ Boost Buckle, hấp thụ lượng nước này để tạo ra đòn finish, đòn kết liễu đó mang tên Water Strike.